Xin chào các bạn. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Sách Đẹp xin mời các bạn lắng nghe đoạn trích Lều Vịt, trích trong tác phẩm Vợ chồng ông lão chăn vịt, được đăng trên cuốn sách Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Lều Vịt. Ngay từ buổi sớm tinh mơ, ngoài cửa lều đã rộn lên những tiếng vít vít của đàn vịt con. Trong cái vây quây thành hình bầu dục rộng bằng hai cái nong, một đàn 300 con vịt mới bóc trứng chừng 3-4 ngày, lông và mỏ còn vàng xuồm xuộm, đứng chen chúc trong vây. Con nào con nấy tròn xoe xoe, y như những cái trứng vàng hươm biết cử động. Nghe tiếng vịt kêu, ông cụ Tư càng mạnh tay khuấy đều đôi đũa cả to gộc. Những hạt cơm ngâm nước to phành cùng những cánh bèo tấm trong nồi bắn cả lên ngực áo, lên chòm râu đã gần bạc trắng của ông cụ. Khi ông cụ lệnh khệnh từ trong lều chui ra, lũ vịt dường như đã ngửi thấy hơi cơm, chúng đổ xô cả về một phía và cùng há mỏ kêu lên rộn rã. Ông cụ vục hai bàn tay xù xì to bản vào cái thúng, vốc những vốc cơm to, vẩy vẩy lên mình lũ vịt con, khéo léo như người gieo mạ. Lũ vịt tranh nhau ăn, ăn chưa hết đám này đã lại bổ nháo nhào sang đám khác. Lắm con lập cập bị đàn xô đẩy, ngã chỏng trơ, cứ hua mãi đôi chân bé xíu và hai cái cánh ngắn cũn, không sao lật mình trở dậy được. Vũ Thị Thường.